Xin chào tất cả mọi người, lại quay trở lại với cả Otis Report. Số ngày hôm nay mình sẽ mang đến một dự án cũng lại vô cùng chất lượng nữa, và đặc biệt là nó lại được bán ở trên Coinlist. Thì có lẽ là anh em cũng đã nghe phong phanh một số những cái thông tin của dự án này rồi, đó là Project Galaxy. Ngày hôm nay mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn cùng với cả anh em xem là dự án này nó đang giải quyết vấn đề gì, các cái team phát triển của họ là ai, tokenomics ra sao và backer, các cái quỹ đầu tư đứng đằng sau họ thì như thế nào. Với những cái dự án ở trên Coinlist thì có lẽ rằng mình sẽ không phải giải thích nhiều nữa, mình nói quá nhiều rồi. Đa số là những cái dự án ngon mà thôi. Nên mong rằng anh em sẽ có thể trúng được cái vé mua cái token của dự án này nhá. Phần cuối thì mình cũng sẽ đưa ra một chút những cái thông tin của cái việc mua ở trên Coinlist này, cũng như là anh em có thể nhìn vào đó để trả lời một số những cái câu hỏi và đăng ký thành công để chuẩn bị cho cái việc mua ở trên Coinlist nhá. Không để anh em đợi lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu với cả cái số ngày hôm nay. Thì đầu tiên thì mình sẽ đến cái phần giới thiệu qua một chút về cái dự án Project Galaxy này. Project Galaxy là một trong những cái mạng dữ liệu thông tin xác thực Web 3 lớn nhất thế giới và được xây dựng ở trên cơ sở tầng mở và hợp tác. Project Galaxy giúp các cái nhà phát triển và tổ chức tận dụng NFT và dữ liệu thông tin xác thực kỹ thuật số để xây dựng các cái sản phẩm cũng như là cộng đồng tốt hơn ở trong Web 3. Để hiểu được cái việc Project Galaxy là một trong những cái mạng dữ liệu thông tin xác thực Web 3 lớn nhất thì chúng ta sẽ phải hiểu cái thông tin xác thực kỹ thuật số hay tên tiếng Anh của nó là Digital Credential là gì. Thì chúng ta sẽ đến với phần thứ hai để hiểu hơn về cái thông tin xác thực này. Mình sẽ định nghĩa qua một chút nhé. Thì với cái ví dụ ở trong thị trường crypto ấy, thì chúng ta khi mà vay ở trên các cái nền tảng như là MakerDAO mà vị thế chưa bị thanh lý, đóng góp này của bạn thì sẽ vào cái liquidity pool của giao thức lần đầu tiên, và lịch sử ở trong voting on-chain của bạn sẽ chính là những cái thông tin xác thực. Còn với những cái nền tảng tập trung thì tất cả những cái dữ liệu hành vi của bạn ở trong cái web 2 được tính vào thông tin đăng nhập của bạn. Sau đó thì các cái công ty, ví dụ như là Google, Facebook, họ sẽ chạy những cái thuật toán ở trên thông tin đăng nhập để họ có thể gửi đến cho bạn những cái quảng cáo mà đã được nhắm mục tiêu. Vậy thì các cái vấn đề của thông tin xác thực hiện nay là gì? Vấn đề đầu tiên chúng ta kể đến đó là các cái dữ liệu thông tin xác thực ngày nay thì được tách biệt ở trên cơ sở dữ liệu đóng và được sở hữu cũng như là cho phép bởi các cái ứng dụng này, các cái tổ chức chính phủ cũng như là tổ chức tài chính và tín dụng. Thứ hai là những cái cá nhân sở hữu dữ liệu và các cái ứng dụng thì cần dữ liệu đó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Do đó thì Project Galaxy sẽ nhằm giải quyết vấn đề này bằng cách là sử dụng các cái mạng dữ liệu thông tin xác thực mở và hợp tác. Mạng này thì sẽ giúp các nhà phát triển Web 3 tận dụng được những cái dữ liệu thông tin xác thực để xây dựng được các cái sản phẩm tốt hơn và các cái cộng đồng sẽ hấp dẫn hơn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái giải pháp mà Project Galaxy ở cho cái hệ thống Credential này. Đầu tiên thì Galaxy hướng đến những cái mạng dữ liệu thông tin xác thực mở và hợp tác mà tất cả những cái nhà phát triển trong Web3 đều có thể truy cập được. Nó cung cấp cái cơ sở hạ tầng để các cái thành viên cộng đồng quản lý thông tin xác thực kỹ thuật số và đóng góp vào mạng lưới dữ liệu. Các cái cơ sở hạ tầng của Project Galaxy thì hỗ trợ quản lý thông tin xác thực thông qua nhiều nguồn dữ liệu. Đầu tiên có thể kể đến đó là đối với những cái thông tin đăng nhập on-chain. Thì người quản lý có thể đóng góp bằng cách là truy vấn các subgraph hoặc là static snapshot. Thứ hai là đối với các cái thông tin đăng nhập on-chain thì Project Galaxy đã tích hợp với những cái nguồn dữ liệu như là snapshot.org, Twitter hay là GitHub. Thì bằng cách là đóng góp cho các cái mạng dữ liệu thông tin xác thực của Galaxy thì người phụ trách sẽ được thưởng khi mà các cái thông tin đăng nhập này được sử dụng ở trong module ứng dụng của Galaxy, Credential Oracle Engine và Credential API. Vì cái người sử dụng sẽ phải trả tiền cho cái dữ liệu ở trên hệ sinh thái của Project Galaxy, điều này thì sẽ khuyến khích nhiều người sẽ sử dụng hơn và đến quản lý mạng dữ liệu hơn. Đó là những cái giải pháp của dự án Project Galaxy này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái phần xây dựng thông tin xác thực. Project Galaxy thì cung cấp cái module ứng dụng, công cụ để thông tin xác thực Oracle và API, thông tin xác thực cho các cái nhà phát triển để tận dụng những cái dữ liệu thông tin xác thực giúp xây dựng các cái sản phẩm cũng như là các cộng đồng tốt hơn. Thì một số những cái trường hợp để sử dụng cái module ứng dụng của họ thì sẽ bao gồm: đầu tiên là Galaxy OAT, tức là cái token thành tích ở trên chuỗi. Thứ hai đó là chương trình khách hàng thân thiết của NFT. Thứ ba là chiến dịch tấn công tăng trưởng. Thứ tư là cộng đồng được kiểm soát. Và cuối cùng là quản trị tùy trình.
Các cái nhà phát triển thì cũng có thể sử dụng Credential Oracle Engine hay là APY Credential cho các cái trường hợp sử dụng tùy chỉnh hơn như là tính điểm tín dụng này và các cái thuật toán để ngăn chặn tấn công đồng bộ. Ok, chúng ta đến phần tiếp theo sẽ điểm qua một chút những cái thành tựu mà Project Galaxy đã đạt được kể từ khi mà họ bắt đầu dự án. Đã gần 9 tháng kể từ khi team ra mắt cái dự án Project Galaxy vào tháng 3 năm 2021. Trong khoảng thời gian này thì dự án đã có 200.000 người dùng trực tuyến duy nhất từ 7 hệ sinh thái blockchain khác nhau. Mạng dữ liệu thông tin xác thực Galaxy hiện có hơn 700 bộ thông tin xác thực kỹ thuật số, bao gồm hơn 5 triệu người dùng ở trong Web3. Và cuối cùng là hơn 120 dự án và tổ chức đã tận dụng những cái dữ liệu thông tin xác thực kỹ thuật số của Galaxy để khởi chạy hơn 500 chiến dịch. Đó là những cái thành tựu mà mình nghĩ rằng ở trong những cái thời gian bắt đầu của dự án đang rất đáng được ghi nhận. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái phần token. Thì đầu tiên sẽ điểm qua một chút về thông tin token của nó nhé. Ở đây thì hiện tại dự án họ cung cấp cho mình hơi ít dữ liệu thông tin về cái token này. Thì do đó khi mà có những cái cập nhật mới thì mình sẽ cố gắng cập nhật update nhanh nhất cho anh em ở trên các cái kênh cộng đồng, ví dụ như Telegram hay Facebook nhé. Token name là GAL token rồi. Ticker mã của nó là GAL. Một số những cái thông tin này thì đang còn update, mình sẽ báo lại sau. Token type là Governance và Authority và tổng supply, tổng cung của dự án này là 200 triệu token GAL. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần bên phải, đó là các cái phân bổ token. Đầu tiên sẽ là Ecosystem, tức là hệ thống của dự án này sẽ là 6%. Early Adopter Reward là những cái người mà chấp nhận những cái dự án này đầu tiên sớm nhất thì sẽ được 2%. Public Sale là 5%, Growth Backer Round 1 sẽ là 10,63%, tức là cái vòng gọi vốn đầu tiên, vòng gọi vốn thứ hai thì sẽ là 10,14%. Advisor và Partner, tức là những cái cố vấn cũng như là những cái người hợp tác cùng sẽ là 6,23%. Marketing thì sẽ dành ra 15%, Foundation 10%, Team phát triển dự án 15%, và cuối cùng Treasury có dự trữ thì sẽ là 20%. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái phần lợi ích khi mà sử dụng Project Galaxy. Đầu tiên có thể kể đến đó là Governance, tức là quản trị. Thứ hai, đó là thanh toán phí Application Module. Thứ ba, đó là thanh toán cho Galaxy Oracle Engine và Galaxy Credential APY. Cuối cùng sẽ là quản lý thông tin xác thực kỹ thuật số. Thì ở đây về cái phần tokenomics thì mình nghĩ rằng là khá là ok rồi. Không có vấn đề gì để chúng ta sẽ phải bàn cãi ở đây cả, vì cái mức phân bổ mình thấy tương đối hợp lý. Và kể cả những cái lợi ích khi mà chúng ta holder cái đồng coin GAL này nữa. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái phần nữa cũng rất quan trọng. Đó là yếu tố đội ngũ của Project Galaxy sẽ có bốn nhân vật mình sẽ đề cập ở đây. Đầu tiên chúng ta có thể kể đến đó là Harry Zhang. Tiếp theo là Charlie Quay, Xin Lucy và Joanna. Thì Harry Zhang là đồng sáng lập và trưởng dự án, là nhân vật ở ảnh đầu tiên của chúng ta theo dõi nhé. Trước khi thành lập Project Galaxy thì Harry là co-founder và COO của Lino Network và C-founder của Dlib.tv, được xác nhập vào cái hệ sinh thái của BitTorrent năm 2019. Tại Lino và Dlib thì Harry đã lãnh đạo cái nhóm và xây dựng các cái sản phẩm phục vụ hơn cho 10 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Nhân vật thứ hai sẽ là Charlie Quay. Charlie Quay là đồng sáng lập và là trưởng nhóm chiến lược. Trước khi mà thành lập Project Galaxy thì Charlie là co-founder và CEO của Dlib.tv. Sau khi mà Dlib hợp nhất vào với BitTorrent năm 2019 ấy, thì Charlie sẽ trở thành phó chủ tịch mảng Entertainment của BitTorrent và ông tốt nghiệp cử nhân khoa học tại Đại học California. Nhân vật thứ ba đó là Silusi, là đồng sáng lập và trưởng nhóm kỹ thuật tại Project Galaxy. Trước đó thì ông từng giữ các cái vị trí cấp cao về kỹ thuật cho các cái công ty, ví dụ như là Graph Factory, Lino Network và đặc biệt là có sự góp mặt của MicroStrategy, một cái công ty mà mọi người nếu mà chú ý theo dõi thì đây là cái đơn vị công ty nắm giữ cái số lượng Bitcoin nhiều nhất tính đến thời điểm hiện tại. Và Silusi có tốt nghiệp bằng cử nhân kỹ thuật ngành khoa học máy tính tại trường Đại học Triết Gia. Nhân vật cuối cùng đó là Jonah. Đây là quản lý phát triển kinh doanh tại Project Galaxy. Trước đó thì ông từng làm việc tại FinFlor, là cái sàn giao dịch điện tử đầu tiên ở trên thế giới và là trưởng nhóm cũng như là phân tích cấp cao tại Bybit. Ông có văn bằng thiết kế công nghiệp và các cái sản phẩm tại Temasek Polytechnic.
Ở đây chúng ta có thể thấy được rằng là gần như là bốn nhân vật này có một cái sự kết nối tương đối là chặt chẽ khi mà họ đã cùng làm tại cái công ty đó là dlib.tv, và đặc biệt là cả bốn nhân vật này đều là những người có rất là nhiều cái kinh nghiệm cũng như là đã làm ở những cái dự án ở trong thị trường crypto này rồi. Và rõ ràng thì đây cũng sẽ là một yếu tố quan trọng mà chúng ta cũng đã có thể đặt niềm tin phần nào đó rồi. Tiếp theo đến một yếu tố nữa, đó chính là các cái backer của Project Galaxy. Ở đây thì chúng ta thấy được tương đối nhiều các cái quỹ đầu tư, và đặc biệt thì mình có thể nhìn qua một chút những cái quỹ nổi tiếng nhé, ví dụ như Multicoin Capital này, Dragonfly Capital, Spartan, Huobi Venture, Binance Smart Chain, hay là Solana này, Sum Capital, Alameda Research, Blockchain.com, một cái sàn giao dịch này. Đó, và ngoài ra thì có tương đối nhiều những cái quỹ đầu tư khác nữa. Thì đây về phần backer mình nghĩ là khá là ok, bởi vì nó có cái yếu tố của tương đối nhiều các cái quỹ lớn. Ngoài ra thì có thêm rất là nhiều các cái quỹ nhỏ khác nữa. Ok, và tiếp theo mình sẽ nói qua một chút về các cái thông tin bán ở trên Coinlist của cái dự án này. Thì cái thời hạn đăng ký cuối cùng sẽ vào ngày 15 tháng 2 lúc 12 giờ giờ OTC nhé. Và bắt đầu nếu mà các bạn được trúng cái vé để mua trên Coinlist thì sẽ bắt đầu mở bán vào ngày 17 tháng 2 lúc 18 giờ giờ OTC. Ở đây sẽ là cái tên token này, và các cái giá của mỗi token là 1,5 đô và một token GAL, và lịch trả sẽ là trả dần hàng tuần từ tháng 12 tháng trong 12 tháng bắt đầu từ ngày 14 tháng 4 năm 2022. Số lượng là sẽ là 10 triệu coin. Giới hạn mua thì vẫn như các dự án trước thôi, tối thiểu 100, tối đa 500. Tài sản hỗ trợ BTC, Algo, Sol, ETH, USDC, USDT. Và đối tượng tham gia thì không khả dụng cho cư dân và công dân của Hoa Kỳ, Trung Quốc, Canada, Hàn Quốc và một số các khu vực pháp lý khác. Thì đó là một vài những cái thông tin. Cái tiếp theo đó là các cái câu trả lời. Mọi người có thể dựa vào đây để đăng ký cái dự án mua ở trên Coinlist này nhá. Và đặc biệt là một số những cái mình nghĩ rằng là những cái mức giá mà khi họ bán ở trên Coinlist này mọi người sẽ phải lưu ý này, bởi vì khi mà nó sẽ list ở trên các sàn lớn thì chúng ta cũng sẽ nên nhớ những cái giá này để sau đó chúng ta có thể so sánh xem cái vòng public sale cũng như là các cái mức giá hiện tại của dự án nó sẽ như thế nào, trên nhiều hay không. Ok, và đó là tất cả những cái thông tin, những cái nội dung của video về dự án Project Galaxy mà mình muốn mang đến cho anh em. Thì ngày hôm nay thì có một chút trục trặc kỹ thuật khi mà cái mic của bên mình nó đang bị lỗi, do đó thì có thể cái đường âm thanh nó sẽ không được trôi chảy cho lắm, thì mong anh em thông cảm. Và mong rằng là nếu anh em có bất kỳ một cái câu hỏi nào cũng như là một cái dự án nào muốn bên mình phân tích kỹ hơn, có thể lại vào các cái group chat của Facebook cũng như là Telegram chúng ta sẽ cùng trao đổi, thì mình sẽ cố gắng cập nhật nhanh nhất sớm nhất cho anh em nhé. Thì ok, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi cái video ngày hôm nay. Đừng quên like giúp mình và subscribe cũng như chia sẻ cái video này dành cho nhiều người hơn nữa nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và xin hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo.